Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn vẽ hình ví dụ của bài 7. Đây, ta sẽ vẽ hình 3D của vật thể này. Ở đây chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn này. Đầu tiên ta chọn mặt top plane và vẽ theo biên dạng. Top plane này. Cho thẳng này, vẽ theo biên dạng. Thì đầu tiên ta vẽ đường tâm này. Midpoint. Cho ra hai bên tầm khoảng 250 đi. Bên này nữa tiếp tục. Rồi, vẽ hai vòng tròn. Tiếp tục vẽ hai vòng tròn bên này. Lấy kích thước. Cái này là 52. Cái này là 6. 63. Tâm tâm này, tâm này 250. Tiếp tục với hai đường tròn này, hai đường tròn nhỏ này, hai đường tròn nhỏ này. Vẽ đây một cái, vẽ chỗ này một cái, cho hai đường này bằng nhau. Chọn chọn hai thằng cho bằng y của đường kính là 10. Đường kính 10. Chia khoảng cách 26. To lên tí cho này dễ nhìn. Hai sáu từ đây đến đây chết năm, từ đây tâm này 40. Tiếp tục ở trên này, trên này tầm này 15, tầm này xuống đến tầm này 57. Đó, đây là hai đường. Bây giờ vẽ biên dạng. Ta có cái này là vòng tròn này, đồng tâm bên này, này vòng tròn đồng tâm bên này, vòng tròn đồng tâm đường kính là bao nhiêu nhỉ? Không có đường kính này à? Đường kính này không có, ta xem đây, R13. Ok, R13. Lại cho hai thằng bằng nhau, thoát lại chọn hai, cho hai thằng bằng nhau, kích thước
kích thước 13 là 26, đường kính 26. Ok rồi, bây giờ vẽ một cái đường tròn ở chỗ này. Đường tròn này là bán kính là 72. Đây, 72 đây. 72 đây. Tiếp xúc với hai đường này. Ok, ta vẽ một cung tròn. Vẽ cung tròn xong là thoát ra chọn này. Tiếp tuyến nha. Chọn tiếp tuyến. Tiếp tuyến. Đó. Đường kính. À, cái này là bán kính 72. Đó, là đây rồi. Tiếp tục. Chúng ta vẽ khu vực chỗ này. Khu vực chỗ này ta sẽ có một cung, vẽ một cung tròn này. Bắt đầu từ đây. Vẽ như thế đã. Xong rồi tiếp xúc với đường này. Một ràng buộc. Rồi. Bây giờ khoảng cách từ chỗ này đến đây là 87. Đường kính vào này bằng bán kính 72. Rồi, khoảng cách từ đây xuống đây là 13. Thường đen đó. Nên tiếp tục ta sẽ có một cái đường ở chỗ này, ta sẽ vẽ một đường thẳng từ đây ra vào đây, từ cái chấm này ra vào đây, và cái chỗ này sẽ là 9, chỗ này sẽ là 9 từ đây đến đây. Tắm mirror cái đám này sang bên mặt bên này. Mirror đó. Chọn này. Chọn. Chưa. Chọn đường mirror luôn. Mirror. Đó. Sang đây rồi. Ok. Thì ta sẽ vẽ nốt một cái đường, một cung tròn đây để nối vào đường này. À. Kích thước đây, đây. À, xong. Bây giờ ta trim, cắt bớt cái này đi. Cắt. Cắt.
xong biên dạng. Bây giờ đến phần tiếp theo là choose, chọn bit plane. Ok, choose chọn bit plane là đi ra hai hướng, kích thước là 42. Nó bây giờ chọn cái gì đấy chút thì bấm vào thôi, kích vào. Nhầm rồi. Okay. Chưa có đường kính nào. Đúng rồi gì nè. Chưa được. Đường này vẫn chưa kín nè. À, chỗ này. Mày sao đây rồi? Thừa rồi. Chốc lên nào. Rồi, it choose wood bay này. Mid lane này, chọn 42 này, được chưa? Select counter, sau đó chọn thằng này, sang đây, thằng này chọn, thằng này ít chút chưa? Chọn cái thằng trong này nữa. Ok, hai bên rồi. Đó, chụp lên. Ta sẽ được một hướng như này. Đó, bây giờ vẽ một cái đường này bao quanh đây để cắt cái rãnh ở giữa này. Đó, cái chỗ này này. À, cái chỗ viền viền này. Đó. Vẫn chọn một phần chốt lên thôi. Thế sau là thu nhỏ lại tí. Vẽ đường tròn. Rồi vẽ đường. Đặt kích thước cho nó trúng. Sáu ba. Hai thằng này đủ
xứng nhau. Thật ra không cần nó bổ sung, bởi vì là mình chỉ cần cắt thôi mà, dùng nó để cắt. Ta vẽ một cái đường center line thì mới cho chúng nó đối xứng nhau được. Symmetric. Đó, giờ extrude. Để sau cái này bây giờ extrude cut này về, chọn lệnh extrude cut, chọn mid plane nhé, không chọn đấy, mid plane hai bên, cho nên là 28 thôi. Chọn cái mặt cắt đó thế thôi, hay cắt thôi. Đã cắt được hình này chưa. Tiếp tục vào đây ta vẽ một đường tròn đây, ta lại chọn chọn một phần này, một phần phía trên này, để ta tạo ra một cái đường, một cái đoạn nhô nhô lên đây. Ta chọn một phần phía trên này cho nó thẳng vào, vẽ đường tròn. Cái này là bao nhiêu? 52, một cái là 63. Nó xong, chúng ta nhấc sang bên này, ít chút boost lên 14, tức là thằng này lên 14. Bây giờ mirror nó sang mặt bên này, mirror nó sang mặt này thì mirror ta sẽ chọn chốt lên là mặt ở giữa đây, để làm mirror nó, thì xong là chọn lệnh mirror, xong là chọn cái vật cần mirror, xong là ok, thế là xong. Đây mirror đây nha. Rồi tiếp tục ta sẽ làm cái đường vòng này, thì ta sẽ vẽ mặt, chọn mặt front panel, front plane, để ta vẽ front plane thẳng đó. Mình vẽ một cái đường tâm đã, sketch center line, vẽ một cái đường tâm, đường thẳng này, chéo này, tròn này, phát này, phát trước, chéo này, thẳng này. Bây giờ đặt kích thước ở đây, đến đây 9, ok, đây đây là một góc 22 độ, thì ta lại phải vẽ thêm một đường center line ở đây, không ngang đây. Đây, 2 độ dimension thằng này với thằng này, ô nhầm, lại dimension hai độ
nhiêu đây? R78. Chưa đen à? Cho thằng này tiếp xúc với thằng này đi, chắc là nó sẽ đen. Tiếp tuyến với nhau. Đó, nó sẽ đen rồi. Rồi, cái này chỉ để x chút cho nên ta vẽ thêm mà. Vẽ thêm một đoạn ở ngoài nữa. Rồi bây giờ dùng đánh ít chút cắt thôi. Rồi bên này thì ta đã cắt sang hai phía rồi. Cắt thoải mái đi, rộng hẳn ra. Xứng cái việc X-Choose Cut đấy sang bên này thì đối xứng qua mặt top panel, sau đó chọn mirror, sau đó chọn mặt cut. Ok đấy, lấy đối xứng đây. Sport bay giờ tạo rồi, bây giờ chọn lại chốt một bay, chọn hai bên ít panel, cái này 42. Tiếp tục 13, phim hai góc này, fillet chọn loại này, chọn cái này, bấm fillet, fillet đâu nhỉ, đây, chọn bán kính fillet là R35, ở chỗ này, 35. Giữa mặt này vẽ một cái đường tâm đi, chọn vẽ hình then này, nên đặt kích thước.
Chưa đen à? Thiếu cái gì? 30 rồi. Nhưng mà chưa đen à? Rồi ta chọn lệnh choose cuts, tức là ta ở cái tâm này ta di chuyển lên một đoạn choose cut, cho ngược lại, dịch ngược lên nhé, chọn offset đi. Lên 2.5 mm, sau bắt đầu mới offset rồi xong cắt thôi. Giờ ta mirror cái offset đấy, mirror cái lấy chút cắt đấy, như là mirror qua chop lên này, rồi chọn mirror này, xong chọn cái cắt này. Ok ok đó đã xong, đây hiện hình. Đây là hình 3D của vật. Nghe rồi.